Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2018 được xem là một năm thành công của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN khi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. Nhưng tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, về đích trước hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. Năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp, có những ứng phó phù hợp trong điều kiện đặc biệt nên doanh thu dịch vụ dầu khí toàn PVN vượt kế hoạch 30%, chiếm khoảng 32% tổng doanh thu. Năm 2018, tổng doanh thu từ tập đoàn đạt hơn 626.000 tỷ đồng, tăng 26%, nộp ngân sách nhà nước trên 121.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017. Một kết quả ấn tượng nữa là dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, một trong những dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí tại Việt Nam đã chính thức đi vào vận hành thương mại. Dự án có mức đầu tư đến 9 tỷ đô la Mỹ, công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô một năm. Năm 2018, PVN cũng là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên hợp nhất các ban của Đảng, đoàn thể với cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một doanh nghiệp ăn cả trong các tập đoàn nhà nước của chúng ta. Ngành dầu khí còn có vai trò trong đối ngoại, trong quốc phòng an ninh, đặc biệt trong nhiều năm xây dựng. Chủ sản phẩm dầu khí đã phục vụ cho nhiều sản phẩm của đất nước, góp phần vào tự chủ về kinh tế. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp tập đoàn được triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo. Năm 2018, tập đoàn đã cổ phần hóa thành công 3 đơn vị thành viên gồm Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn BSA, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power, thu về khoảng 7.450 tỷ đồng cho nhà nước. Bước sang năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tập đoàn xác định sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, cũ có, mới có, song vẫn quyết tâm về đích trước các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao trong năm 2019 với phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Kế hoạch 2019 thì Tổng công ty cũng trên cơ sở là những cái thành tích đã đạt được trong năm 2018, kèm theo nữa cũng ý thức được những cái khó khăn mà sẽ gặp tới thách thức trong năm 2019. Thì Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục dưới sự chỉ đạo của tập đoàn và của bộ ngành, sẽ tiếp tục là năng động, sáng tạo và cũng là sẽ kịp thời có những biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà tập đoàn cũng như bộ đã giao. Sắp tới đây cùng với tiến độ của các nhà máy điện sử dụng khí triển khai thì PVAT cũng sẽ song hành cùng nhà máy điện để chuẩn bị việc cung cấp khí cho các nhà máy điện đó. Năm 2019 với những khát vọng mới, niềm tin mới, PVN đã nhận thức được thách thức và sứ mệnh phía trước. Đơn cử theo tính toán của các chuyên gia, từ năm 2017 trở đi, nếu không đưa vào khai thác những mỏ có trữ lượng lớn thì PVN sẽ bị giảm mỗi năm 2 triệu tấn dầu, cùng với đó là những ảnh hưởng nhất định từ biến động tình hình thế giới. Do đó, đòi hỏi PVN cần có biện pháp quyết liệt hơn, quyết tâm và ý chí cao hơn. Ngành dầu khí cần đi tiên phong, đi tắt đón đầu của cách mạng 4.0, ứng dụng khoa học công nghệ để gia tăng hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí. Là chúng tôi sẽ phấn đấu đạt 4,5 triệu tấn quy giờ. So với lại cái mức và cái thực hiện năm 2018 là chúng tôi 4,3 triệu tấn. Thì đấy là một cái trong cái bối cảnh hiện nay sản lượng suy giảm, việc triển khai tìm kiếm thăm dò là hết sức khó khăn. Đấy mà chúng tôi vẫn giữ được cái mức sản lượng tương đương và cao hơn thực hiện 2018, đấy là một cái thành công. Còn lại thì song song với đó là những nhiệm vụ quan trọng nữa của chúng tôi, tức là phải đảm bảo cân đối nguồn tài chính để đổ cho đầu tư và phát triển bền vững trong tương lai. Không chỉ đơn thuần là đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước, ngành dầu khí còn có vai trò quan trọng trong đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Các sản phẩm dầu khí phục vụ nhiều mặt đời sống, góp phần nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Dầu khí đóng góp một tỷ lệ rất quan trọng, đặc biệt về nộp ngân sách. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đóng góp bằng 50% trên tổng số 29 tập đoàn công ty ngân hàng nhà nước trong khối. Trong bối cảnh đó, khó khăn như vậy, tập đoàn dầu khí đã đối mặt những thách thức. Nhưng đội ngũ, cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động tập đoàn dầu khí Việt Nam đã nỗ lực, khẩn trương, với quyết tâm tối đa để đạt được kết quả nổi bật cả về nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng đảng.
Để hoàn thành được những mục tiêu năm 2019 là khai thác trên 12,3 triệu tấn dầu thô, sản xuất hơn 10 triệu tấn xăng dầu, doanh thu tập đoàn đạt 612.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 87.500 tỷ đồng. Cùng những mục tiêu lớn khác trong những năm tiếp theo, PVN sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 36 Trung ương 8 khóa 7, đó là nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực tế, tiến độ giải ngân các dự án, đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch. Hy vọng rằng năm 2019 và các năm tiếp theo, với những nỗ lực để trở lại là động lực phát triển, tập đoàn dầu khí sẽ có sự bứt phá, tiếp tục là tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu của đất nước, sánh vai với các tập đoàn kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới, tiếp tục khẳng định tính chiến lược của ngành dầu khí Việt Nam trong phát triển an ninh năng lượng và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.